Xin chào các bạn, chúng ta quay trở lại bản tin ngày 2/4/2024. Hôm nay VN đóng phiên tại 1.287,04, tăng 5,52 điểm, tương mức tăng 0,43%. Còn phía VN30 đóng tại 1.292,3, giảm 0,32 điểm, mức giảm là 0,02%. Về độ rộng thị trường có 248 mã xanh, 241 mã đỏ. Như vậy là nhỉnh về phía chiều mua một chút ở phía VNi, còn phía VN30 có 15 mã xanh và 13 mã giảm đỏ, 2 mã tham chiếu. Về độ rộng thì hôm nay cũng tương đối cân bằng, khi mà bên mua bên bán thì tương đối giằng co và đóng cửa phía VNi thì tăng điểm về cuối phiên. Như vậy chúng ta VNi vẫn diễn biến theo chiều hướng mà team vẫn ưu tiên trong thời gian qua. Thì mấy phiên vừa rồi thì team cũng không cập nhật được bởi vì là mình có đi công tác vài ngày, đi du lịch vài ngày. Hôm nay tiếp tục phân tích và gửi đến cho anh chị cái bản tin để cập nhật tiếp theo dõi diễn biến của thị trường. Hiện tại VNi chúng ta vẫn tiếp tục một cái nhịp tăng và hướng lên cái target 1.350 như các bạn xem ở trên màn hình đây. Và hiện tại bây giờ là đang một cái nhịp rung lắc, một tích lũy trước khi đến các cái target tiếp theo. Thì ở các cái phiên trước cũng như tuần trước thì có dự báo là sau khi vượt cái kênh này, tức là cái kênh sideways nhẹ trong ngắn hạn thì sẽ tiếp tục tăng, và trong quá trình tăng chắc chắn là khi đến đích thì nó còn nhiều các đợt rung lắc nữa. Nhưng về cơ bản nhìn về chung dài hạn thì VNi vẫn tiếp tục là một cái trend tăng điểm, đó là về chung dài hạn. Ngắn hạn đang gặp một kháng cự vùng 1.300, nên là chắc chắn cái rung lắc và nó sẽ xảy ra. Nên là trong cái thần vừa qua team luôn luôn đưa ra cái cảnh báo cũng như là cái chiến thuật giao dịch cho chúng ta ở tại cái thời điểm vùng kháng cự này, cụ thể như sau. Bản tin ngày hôm nay ngày 2/4 team cũng đã cập nhật lại cái khuyến nghị đã khuyến nghị trước đó, đây là đã khuyến nghị từ ngày 28/3 và team chỉ nhắc lại thôi. Thì cái chiến thuật trong ta trong đoạn này và cái cập nhật của team như sau: dự kiến VNi tiếp tục tăng và hướng lên 1.300 hoặc kéo vượt, sau đó có thể xuất hiện các phiên rung lắc mạnh, VNi bước vào đoạn tích lũy điều chỉnh một thời gian trước khi có nhịp tăng mới. Với anh chị thực hiện hóa lợi nhuận hàng T cộng quanh vùng kháng cự trên theo chiều gia tăng, tức là tăng thì bán thỉa dần, các vị thế mua mới ưu tiên các thời điểm VNi rung lắc mạnh. Với hàng trung hạn giá vốn tốt, anh chị không lướt có thể tiếp tục nắm giữ qua rung lắc cho target xa hơn vùng 1.350 đến 1.400. Ở đây là cái bản tin này là nhắc lại của ngày 28/3. Đây ngày 28/3 thì team cũng đã view cho các chiến thuật này rồi. Đây là bản tin ngày 28/3. Và cũng khuyến cáo chúng ta là ở trong các thời điểm đó thì nếu tăng thì chúng ta mang chúng ta tỉa. Đấy, tỉa dần, đó là cái chiến thuật là thực hiện hóa lợi nhuận T cộng quanh vùng kháng cự khi mà kéo lên vùng 1.300. Và hiện tại đến thời điểm hôm nay thì VNi hoặc là các phiên trước thì chúng ta thấy là đã có xuất hiện các phiên mà kéo dướn lên tận vùng 1.295 và sau đó điều chỉnh khoảng 2-3 phiên và tiếp tục hôm nay một cái phiên hồi. Như vậy VNi trong giai đoạn hiện nay thì vẫn đang trong một quá trình tích lũy, cũng như bản tin nhận định là kéo lên 1.300 như này, nó tiếp tục dùng năng điều chỉnh này, nó tiếp tục nó tăng tiếp và dự kiến đến quá trình này nó sẽ còn tiếp tục tăng hướng đến vùng 1.350, đó là cái target về chung và dài hạn hướng đến đó. Như vậy cơ hội chúng ta trong thời gian này nói chung còn khá là nhiều. Thì tí sẽ phân tích cho ông ta một loạt các dòng cổ phiếu mà có dạng hao hao nhau, và đấy là cái chiến thuật của team cũng đưa ra trong thời gian vừa rồi. Nếu các bạn giao dịch bên ngoài mà chưa nắm được cái chiến thuật cũng như chưa chọn cho mình được cái mã tốt nhất, hợp lý nhất và khỏe nhất thì các bạn liên hệ với mình với số Zalo chạy trên màn hình đây để vào team VIP, team khách hàng sẽ được lựa chọn cũng như cái điểm mua phù hợp nhất trong từng giai đoạn cũng như chiến thuật giao dịch cho các bạn từng ngày. Đấy, còn các bạn free zoom cộng đồng, các bạn có thể truy cập vào các link bất kỳ ở một cái video nào, các bạn chỉ việc là kích vào cái video đó. Thì ở phần đây, ví dụ cái video nào các bạn kích vào đây, cái phần mô tả của dưới video thì mình đều để các cái link tham gia cộng đồng, các link tham gia nhóm, thì các bạn để kích vào các zoom này thì các bạn vào các cái nhóm cộng đồng mình tư vấn. Tuy nhiên là đối với lại các cái nhóm free, nhóm cộng đồng thì mình cũng khá là ít tư vấn ở trong phiên trong ngày, thì chủ yếu là tư vấn trên zoom khách hàng, zoom VIP là chính thôi. Bất kỳ một cái zoom nào các bạn kích vào, các bạn đều có thể vào team hoặc vào zoom được. Ok, còn danh sách cái mã cổ phiếu cũng như danh mục cũng như các điểm mua khuyến nghị tính đến ngày hôm nay, thì đây ngày hôm nay thì team có khuyến nghị một số các cổ phiếu ví dụ như là VDS ở vùng quanh 23 hoặc là DGVK 67 đấy, hoặc một số các cổ phiếu chứng to thì hạ một phần các cổ phiếu chứng to. Thì danh mục cập nhật đến ngày hôm nay, các bạn đợi mình chốt để đến buổi chiều. Danh mục kia là đến buổi sáng, đến buổi chiều ngày hôm nay thì có cập nhật cái danh mục cuối cùng đến đây. Thì chúng ta thấy là một cái số mã chứng to, hiện tại cái mã chứng to này có thể là nó vẫn còn tăng hoặc nó tích lũy, nhưng mà cái biên lợi nhuận ở cái đoạn này nó không còn nhiều nữa, thì team tư vấn là gì cơ cấu một phần là sang các mã mà xuất hiện một số các thông tin
Lẻ loi mà có kết quả kinh doanh có thể là tích cực trong đoạn này. Hôm nay có cái tin rumor về cái dòng chứng khoán thì có dự phóng lợi nhuận của một số các mã cổ phiếu như là nhóm chứng khoán, cụ thể là cổ phiếu như VDS hoặc là SSI, HCM hoặc là vân vân. Đấy thì cái tin này thì đây các bạn có thể xem trên màn hình. Với cái kết quả này thì các bạn thấy là trong đó có SSI là một hoặc là VDS là hai, là hai cái cổ phiếu nếu mà cái lợi nhuận đúng như cái dự kiến này thì đây nó sẽ là hai cái điểm sáng trong giai đoạn hiện nay. Thì cái điều này thì đã được team cập nhật ngay lập tức lên nhóm trong buổi sáng và có cái gì chúng ta kênh chúng ta sở hữu các cái cổ phiếu như VDS hoặc là CDS thì nó vẫn còn khá là tích cực, thì danh mục team vẫn nắm giữ. Hiện tại thì số lợi nhuận đối với mấy cổ phiếu này từ thời điểm 23 tháng 2 thì đâu đó được khoảng 30% đối với lại cái cổ phiếu như CTS. Đấy các bạn thấy cổ phiếu như CTS và cái cổ thứ hai nữa là cái cổ SHS này. SHS là cái điểm mua sau. Chúng ta có điểm mua đối với cổ phiếu SHS tại thời điểm ngày 14 tháng 3 ở đây SHS đây với cái vùng giá 18,9 hoặc trên dưới 19 thì đến thời điểm này lợi nhuận khoảng trên 12% hôm nay thì, và cái điểm mua tiếp theo ngày 19 tháng 3 nữa cổ phiếu SHS thì tại cái vùng cũng vùng 10 giá 18,9 và hai cái điểm mua này thì cũng đều cho tỷ suất lợi nhuận là 12,17% tính thời điểm hiện tại. Và SS hôm nay có một phiên vận động khá là tích cực. Về thời điểm ra báo cáo hôm nay có cái tin này thì team đã soi lại và chúng ta thấy là có ba cái cổ phiếu mà khả năng vẫn còn khá là tích cực đối với lại cái báo cáo này, đó là VDS, đó là SHS và cái cổ phiếu CTS thì nó chưa có, nhưng mà CTS hôm nay có tin đại cổ đông, nhìn như trạng thái vận động của CTS vẫn khá ok nên chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ được. Còn một số cổ to kia với cái lợi nhuận như này nếu mà thực tế mà ra mà như này trong thời gian tới thì team sẽ tiếp tục có cập nhật nữa cho các bạn. Hiện tại chúng ta mới gì một số mã to thì nó đoạn đến cái đoạn mà nó tăng chậm thì chúng ta mới tỉa một phần, tỉa một phần hai và chúng ta sẽ dồn lực đó cho một số cổ phiếu mà nó có triển vọng hơn, ví dụ VDS này hoặc là SHS ở trong thời này, thì đó là các cổ phiếu mà khá chúng ta thấy đến hôm nay thì vẫn khá là tốt, khá là khỏe. Đây để mình view lại cho các bạn cái cổ phiếu VDS, nếu mà VDS với kết quả này thì chưa ra báo cáo thì mình xem ra báo cáo xem như nào thì mình sẽ cập nhật nó chính xác hơn. Tuy nhiên là với cái lợi nhuận rumor và tầm khoảng là 170 tỷ quý này của VDS thì đây là một trong những cái quý mà khá là sáng, hầu như là cao nhất trong các cái quý gần đây và cao hơn cả các quý cao nhất của năm 2023, đó là thời kỳ quý 2. Và đây là cái điểm khá là sáng. Mà cái cổ nữa đó là cổ SHS, đây các bạn thấy là SHS nếu mà lợi nhuận quý này 350 tỷ như dự kiến như vậy thì gần như là nó cũng gấp đôi so với các quý trước cộng lại, và cái cổ đấy cũng là cái cổ chưa tăng trong nhóm chứng khoán to và chúng ta có thể để ý trong giai đoạn tới. Ok, đó là một số cập nhật của team cũng như là cái danh mục của team đến thời điểm ngày hôm nay, thì thời điểm là mua bán cổ phiếu nào thì team đều cập nhật lên để cho các bạn quan tâm và theo dõi, nên là hoàn toàn các cái danh mục của team như view cho mọi người ở trong các thời điểm này thì mình đều báo lên đây cho mọi người để mọi người thấy được là hoàn toàn các cái cập nhật đây, ví dụ như hôm nay mua DGW hoặc mua VDS chẳng hạn, rồi còn các phiên trước thì chúng ta thấy là đây phiên ngày 28, 26, 21, 20 vân vân, tất cả các điểm mua theo từng phiên mình đều cập nhật lên đây cho đầy đủ một cách chính xác để cho các bạn theo dõi. Ok, là các bạn muốn vào Zoom khách hàng, Zoom VIP để được tư vấn cụ thể chính xác thì hoặc là kịp thời trong phiên thì các bạn liên hệ mình ở cái phần Zalo, thông tin ở phần mô tả và cái số Zalo chạy trên màn hình dưới đây. Rồi chúng ta chuyển sang VN đoạn này, về cơ bản hôm nay là một cái phiên hồi phục và với lại cái khối lượng vượt qua trung bình. Tuy nhiên là đoạn này chúng ta thấy là có rất nhiều mã bắt đầu trong đoạn vừa qua có mất rất nhiều mã thì trạng thái là phân kỳ đấy, kiểu kể cả phân kỳ RSI lẫn phân kỳ MACD. Tuy nhiên nếu các bạn lục lại giai đoạn hiện nay với cái giai đoạn mà của năm 2021 thì cũng có rất nhiều thời điểm mà VD chúng ta cũng có dạng phân kỳ như này, phân kỳ này và sau đó tiếp tục là quá trình tăng điểm tiếp theo. Thì đoạn này thì mình không ngại cái vấn đề là phân kỳ cho bước vào một cái giai đoạn điều chỉnh và mình dự phóng là gì nó chỉ là tích lũy sideways, sau đó tiếp tục là gì nó tăng tiếp ở trong các cái thời điểm tới, nên là thời điểm tới nên là phân kỳ chúng ta thấy là đoạn này, ví dụ đoạn này thì cũng có một cái đoạn hình như cũng có một đoạn mà nó vượt đỉnh này sau nó phân kỳ đấy, vượt đỉnh sau nó phân kỳ hình như đoạn này phải này các bạn này, đấy vượt đỉnh sau phân kỳ đây điểm số này vẫn cứ tăng nhưng mà các chỉ báo khác cũng phân kỳ. Đoạn này thì cũng thế này, đây cũng dạng là hai đỉnh MACD chỗ này và RSI cũng cắm xuống và rất nhiều chỉ báo khác cắm xuống nhưng mà cuối cùng VD của chúng ta vẫn tăng. Thế như vậy là gì, như vậy là chúng ta chỉ cẩn trọng một chút ở cái vùng 1.300, tức là có thể nó xuất hiện các phiên kéo rũ như này
hoặc cái phiên như này, đấy, hoặc phiên này, hoặc là phiên như này, sau tiếp tục tăng tiếp. Nên là cái đoạn này mình cẩn trọng ở cái thời điểm mà các bạn là có thể nó tiệm cận vùng 1.300, sau nó xuất hiện các phiên kéo rũ như vậy, đấy, nó rũ dạng như này, rũ dạng như này, hoặc là rũ hai phiên như này, và sau đó tiếp tục tăng tiếp. Nên ở đây có thể nó kéo đến 1.300 này, nó tiếp tục nó rũ này, sau đó lại tiếp tục gì tăng tiếp theo nhịp của nó. Nên là khuyến nghị chúng ta là tại cái thời điểm mua thì nó chỉ dùng, chúng ta chỉ đón ở các thời điểm rung lắc, hoặc là các thời điểm mà VNI của chúng ta về các vùng hỗ trợ chúng ta mua thì sẽ được giá rất là tốt. Vì hôm nay thì VNI cũng có thời điểm này test về cái vùng hỗ trợ này, đấy, vùng hỗ trợ chính là vùng đáy này quanh 1.200 9.20 quanh 1.266 và tiếp tục hồi phục trở lại. Trong các phiên tới có thể là gì, nó lại tiếp tục là gì, nó sideways như này, sau sẽ có phiên giật lên như này, sau đó lại tiếp tục điều chỉnh xuống như này, sau đó lại tăng tiếp các bạn nhé. Đấy là đặc điểm của VNI trong giai đoạn hiện nay. Về cơ bản về trung hạn thì chúng ta vẫn nhìn thấy một cái trend của trung hạn, đó là một cái trend tăng. Tuần đã có 4-5 tuần tích lũy ở trên cái vùng này, sát 1.300, 1.260, 1.280. Tích lũy về tuần, về tháng thì vẫn đang trong một cái xu hướng tăng. Nhưng mà tháng đang gặp cái kháng cự ở cái giải ven trên đang cụp xuống 1.295. Nên là có thể nó sẽ xuất hiện các cái rung lắc ở đây, vùng quanh vùng 295 này, sau đó nó đánh bật mở cái ben này ra thì hoàn toàn là gì, VN của chúng ta vẫn về tháng vẫn target về dài thì vẫn hướng lên cái vùng 1.500 ở trên này, đó là về dài hạn thì vẫn hướng lên cái vùng đỉnh cũ, tức là vùng đỉnh cũ này này, nó quanh 1.500 ở trong, có thể là nhanh thì năm nay hoặc là năm sau chẳng hạn, đó nó vẫn là cái target về dài hạn. Còn ngắn hạn thì đương nhiên là đã view cho các bạn này, như các kịch bản chúng ta vừa phân tích rồi. Ok, đó là VNI. Như vậy về tiềm năng về chung và dạng, VNI của chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể kiếm tiền, hoặc là chúng ta có thể là đầu tư. Đấy, kiếm tiền hoặc chúng ta có thể đầu tư. Còn về đó là về chung dài hạn, về ngắn hạn, VNI đang trong quá trình tích lũy sideways, cũng như bản tin nhận định tích lũy sideways một thời gian trước khi bước vào các nhịp tăng mới. Thì đây là cái bản tin này, VNI tiếp tục là gì? Tích lũy sideways một thời gian và trước khi có cái nhịp tăng tiếp. Đây là đoạn này thì tích lũy sideways, chúng ta chỉ việc lựa chọn các cái cổ phiếu khỏe để chúng ta đầu tư thôi. Còn các cổ phiếu khác thì có thể nó sẽ bước vào giai đoạn tích lũy chứ chưa chắc nó đã gãy các bạn nhé, chưa chắc nó đã gãy. Nên là đoạn này quan trọng là cổ chúng ta thôi, chứ còn những cái khác thì chúng ta không quá quan tâm đến việc là chỉ số của chúng ta. Ok, đó là VNI. Thì mình sẽ view cho các bạn này các cổ phiếu mà nó dạng hao hao giống nhau trong đoạn này, bởi vì qua quan sát thì mình thấy là có một số các cổ phiếu nó chạy theo cái dạng mô hình tương tự giống nhau. Ví dụ các cái cổ phiếu nào, ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ như CTS này, CTS chạy các bạn thấy là sau khi vượt mô hình tam giác và tiếp tục tăng, thì cái cổ này cũng giống như cổ mà ở VDS này, VDS hiện tại cũng hôm nay cũng tương tự như vậy mà nó vượt cái mô hình tam giác này, cái lá cờ tăng và nó tiếp tục tăng như này. Và trong thời gian tới thì dự kiến cái cổ này sẽ tiếp tục cái trend của nó. Chúng ta cứ đo cái target như này. Đấy. Và đến đây, đây là cái quá trình tăng, nên là hôm nay các bạn mua được cái điểm này đối với VDS khá là ok. Trong dung này dung VIP thì mình khuyến nghị cái cổ phiếu này cho các bạn, và để các bạn mua vào quanh cái vùng giá khoảng độ 22+/-23. Đây là cái vùng giá mà nó mới bứt thoát khỏi cái kênh gì, cái kênh sideways trong thời gian vừa qua, và có dòng tiền vào khá là tốt. Và nếu cái lợi nhuận zoom on như dự kiến 170 tỷ thì cái cổ này sẽ là cái cổ hot tiếp theo trong nhóm chứng khoán đợt tới các bạn nhé. Nếu mà cái lợi nhuận như vậy thì có thể là sẽ thay thế CTS và thay thế VCI trong đợt tới. Đây là cái cổ mà cũng rất đáng chú ý. Ok, đó là cái cổ đầu tiên là VDS và CTS, là cái nhóm cổ mà hao hao giống nhau. VCI trong nhóm chứng to thì cái mô hình nó cũng tương tự như này. Tuy nhiên là cái đoạn này của VCI là gì? Của VCI thì hiện tại bây giờ nó vẫn chưa thoát được cái kênh tam giác, và thứ hai nữa thì cái đoạn này nó cũng đang có một số các cái phân kỳ, tín hiệu phân kỳ đoạn này. Để dự phóng theo kịch bản của mình thì trong cái target về dài hạn thì vẫn là một trend tăng. Đấy, tiếp theo hướng đến cái vùng 6 trong thời này, tuy nhiên là nó phải đợi kết quả kinh doanh phản ánh hoặc kết quả kinh doanh ra. Thì cổ này chỉ ở cái vùng khoảng 54-55x này thì mình cũng đã hạ 1/2 rồi, để mình theo dõi tiếp trong quá trình tích lũy sau. Nếu ổn thì chúng ta lại tiếp tục mua vào 1/2 chúng ta đã lướt trong thời gian tới. Nếu mà nó không gãy và nó tiếp tục tích lũy tốt và nó tăng tiếp trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có cái vòng 2. Có thể cái vòng này sẽ phải đợi kết quả kinh doanh ra để chúng ta đánh giá lại cái cổ này, xem là cái tiềm năng, cái báo cáo trong cái quý vừa rồi nó như nào, đúng không? Chứ còn nếu mà cái lợi nhuận zoom on mà ra theo cái thông tin này là từ 120-150 tỷ thì cũng không có quá gì đặc sắc nếu mà cái báo cáo nó ra đúng với thông số như vậy. Bởi vì chúng ta thấy là VCI đây, nếu mà cái 120-150 tỷ thì nó chỉ tương đương với lại quý 3 của năm 2023, nó tăng trưởng so với quý 4 nó không đáng là bao, bởi vì quý trước của nó là 123 và quý trước nữa quý 3 là 180 tỷ.
và quý này 120 tỷ, thì cái số này nó cũng không phải là quá đột biến, nó chỉ mang tính bình thường. Và cái thời kỳ quý 3 của năm 2023 thì giá cổ phiếu nó ở cái chỗ khác. Đây, thời quý 3 thì chúng ta thấy là nó ở mãi cái vùng dưới khoảng độ tháng 9 đúng không? Tháng 9 thì nó đâu đó nó chỉ khoảng độ đây tháng 9 à, đâu đó khoảng vùng 50, 48 50. Và hiện đây là cái thời đấy, sau đó một giai đoạn nó điều chỉnh khá là sâu. Và hiện tại bây giờ đang neo cái vùng giá khoảng 54 55, nhưng mà nếu mà lợi nhuận như này bằng với cái thời quý 3 năm ngoái thì nó không phải quá đột biến. Chúng ta sẽ phải soi các cái mục khác ở trong cái cổ phiếu này trong thời thôi, bởi vì vừa rồi thị trường là một giai đoạn đẹp đúng không? Chứ không phải là một giai đoạn xấu. Mà nếu mà lợi nhuận các công ty chứng khoán mà nó không đuổi kèm theo được cái tình hình VN đi lên chẳng hạn, thì chứng tỏ là công ty nó có một số vấn đề, hoặc là nó chúng ta phải chiết khấu đi đối với các cổ phiếu nhóm chứng khoán trong thời tới. Đây là một số cổ phiếu to, thì tại sao mình khuyến nghị chúng ta thì thực hiện hóa một phần lợi nhuận, 1/2 để chúng ta tập trung. Đây, ví dụ 1/2 lợi nhuận để chúng ta tập trung vào các cái cổ phiếu mà nó có tính đột biến, hoặc là ở đây 1/2 các cổ phiếu nhóm chứng to này để chúng ta thì tập trung vào các cổ phiếu mà nó có thể nó tiềm năng triển vọng hoặc có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn thời gian tới. Ok, đó là cái cổ phiếu, hai cổ phiếu nhóm chứng khoán. Một số các cổ phiếu khác có mô hình hoa tương tự, ví dụ như là chúng ta thấy các cổ chạy trước VGI, VGI này sau khi này một quá trình tăng mạnh, chúng ta thấy này nó bắt đầu rũ và tiếp tục nó bứt phá lên, thì cổ phiếu này gần giống cổ phiếu mà cổ phiếu khác như VGI đi đầu rồi, như CSV này thì mô hình nó dạng là gì, mô hình có nhiều cổ phiếu cũng giống cái dạng mà CSV này, thì chúng ta phải kể đến ví dụ DGC này cũng tương tự này. Đấy, trong quá trình tăng tích lũy và dự kiến nó cũng sẽ có một quá trình tăng tiếp như vậy. Đây, chúng ta coi lại cổ phiếu CSV đây, tăng đây, tích lũy và tiếp tục một quá trình tăng tiếp. Với cái độ tích lũy của DGC thì nó chưa dài như kiểu của CSV trong thời gian tới, nhưng mà dự kiến cái mô hình này theo dạng mô hình này thì nó cũng có trạng thái tương tự, hoặc là cổ phiếu DGV kép tương tự như vậy các bạn nhé. Đấy, đang trong quá trình tích lũy này, trạng thái rất giống của CSV trong cái đoạn vừa rồi. Đây, tích lũy này và tiếp tục tăng tiếp, chúng ta thấy đây là cái nhịp này, tích lũy tăng, tiếp tích lũy tăng và đến lần thứ ba bắt đầu nó bứt thoát khỏi cái mô hình này và nó tăng tiếp. DGV kép thì bây giờ mình này cái nhịp một, đây mình nhịp một có thể là nó sẽ tăng lại cái vùng giá gần cái đỉnh này, nó tiếp nó quay lại tích lũy và nó cứ như vậy 2-3 lần sau và nó sẽ bứt thoát khỏi cái mô hình này. Còn cái cổ phiếu khác nữa như DRC, các bạn thấy không ạ, DRC cũng tương tự như vậy. Đây, DGV kép nó đâu nó khoảng này thôi, ở chỗ này thôi, thì tiếp tục là tăng tích lũy này, kéo vụt sau tiếp tục nó test lần hai, cổ này thì test lần hai cái nó bay luôn, ngày mai có thể nó test lại tí và sau đó bay tiếp các bạn nhé. DRC, ai có cổ này thì tiếp tục nắm giữ, về trạng thái của mấy cái mô hình này nó hao hao nhau đấy. Hoặc là GVR thì quá trình tích lũy đây nó chỉ có một nhịp thôi, nhớ tiếp tục vào cái quá trình hai ngày mai kia nó test lại thì nó sẽ hình thành cái dạng mô hình nó cũng hao hao các cái cổ như DRC như vậy. Đây, chúng ta thấy không, đây là đây chỗ này nhịp một bùng lên rồi tiếp test lại tích lũy và đến nhịp hai nó chạy, thì cổ GVR thì cũng hao hao như vậy. GVR hôm nay nó phiên bùng, có thể ngày mai kia nó tiếp tục xây một cái nền mới ở đây và sau đó nó bay tiếp đấy. Đó là GVR. HAH cũng tương tự như vậy, mình thấy là cái cổ này gần giống cái cổ này CSV. Đây, CSV các bạn thấy này, đấy CSV đến đoạn này, HAH thì có thể nó đến cái đoạn này rồi đây. Ok, đấy, các bạn thấy không ạ? Đây, đến đoạn này rồi và dự kiến thời gian tới có thể nó tiếp tục nó vào chen tích lũy tích cực và nó tăng tiếp, hoặc là IDC. Đấy, tương tự nha các bạn nhé. Rất nhiều cổ phiếu đoạn này nó biến động hao giống nhau, và các bạn nếu các bạn tinh ý các bạn sẽ để ý thấy là có một hai cổ nó sẽ dẫn đầu đi trước. Đấy, như CVGI đi trước rồi, như CSV đi trước rồi, và các cổ này có mẫu hình tương tự như vậy thì khả năng cao trong thời gian tới là nó cũng sẽ bay tiếp theo thôi. SJC cũng tương tự như vậy. Đây, SJC cũng tương tự, mô hình nó khá là giống so với các cổ vừa rồi, so cho mọi người. Hoặc là BMP. Đấy, cũng tương tự các bạn nhé. Đây này, đây là nhịp gì? Nó cũng một nhịp và đây một nhịp, và cái khả năng nhịp này nó cũng sớm bay theo cái trạng thái các cái cổ chúng ta vừa xem. Đây, đấy các bạn nhé. Đấy. Nên là các cổ phiếu như nó cái mô hình nó tương tự giống nhau này là các cổ phiếu mà dự kiến nó sẽ tích lũy tích cực trong thời gian này, và nó chỉ chờ đợi cơ hội nó bứt phá thôi. Những cái cổ phiếu đó là những cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý được. Thì trong đó các cái cổ phiếu, ví dụ như cổ phiếu nào, DGV kép là cái câu chuyện mà chúng ta đã chia sẻ cho mọi người rồi. Thì các bạn nếu các bạn để ý đây có rất nhiều cái cổ phiếu mà mình đã chia sẻ cho các bạn trong thời gian vừa qua, và gần như đến thời điểm hiện tại thì các cổ phiếu này được chạy khá là mạnh, như VTP hồi 56 về giá 100 rồi, DGC về giá trên 100 rồi, DGC từ hồi 4x về giá trên 100 rồi đúng không? PC1 thì nó vẫn loanh quanh vùng 28-29, nó chưa chạy, nhưng mà đến lúc nó chạy thì nó sẽ chạy khá mạnh.
Lam Long thì cũng đã có quá trình bứt phá giai đoạn vừa rồi, cũng rất nhiều phiên chạy mạnh rồi. VGC thì là cổ phiếu mới vừa rồi ra khoảng vùng giá khoảng 58 cộng thôi, đang trong quá trình tích lũy để tăng. Đấy, DCM thì nó chưa bật nhưng mà cái cổ này về đầu tư dài cũng khá là ok. CDS thì nó tăng quá mạnh rồi, VCI tương tự tăng quá mạnh rồi đúng không? HCM là cổ phiếu đầu tiên trong nhóm mình chia sẻ là nó tăng khá là tốt. Đấy, VGS thì đương nhiên là cổ phiếu mạnh nhất, tăng khá dài trong đoạn vừa qua. Dabaco có một cái nhịp tăng hoặc là để gần đây nhất thì hoặc là cái đoạn vừa qua có DGV kép. Nếu DGV kép hôm nay chúng ta lại có một cái điểm mua tiếp theo đối với DGV kép. Cái điểm mua đẹp của DGV kép thì nó quanh cái vùng giá khoảng 60 đây này, cái vùng giá khoảng 58, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó không về đấy nữa. Nó về đây thì nó ok nhưng mà nó không về, nó chỉ quanh quanh đây nó tích lũy và có thể nó tiếp tục bật tiếp trong thời gian tới. Nên cổ phiếu này giai đoạn trước mình đã có cái chia sẻ cho các bạn về cổ phiếu DGV kép. Hiện tại bây giờ thì mình chỉ chia sẻ lại thôi cái cổ phiếu này. Có một số các cái câu chuyện cũng như game, ví dụ như là nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,08% và trở thành cổ đông lớn của CTR để DGV kép, thì cái nhóm của chủ tịch của lãnh đạo công ty DGV kép này thì đã sở hữu khá nhiều cái cổ phiếu CTR. Các bạn thấy là CTR trong cái thời gian vừa rồi là cái cổ phiếu khá là hot và lên khá là mạnh, từ vùng giá 92 90 cộng trừ và lên tận cái giá 100, xấp xỉ 150, mà đang tích lũy và dự kiến cái che này khá cao, nó tích lũy sau nó lại tăng tiếp trong thời gian tới. Và hai nữa là thâu tóm 73% chuỗi cầm đồ của Vietmoney. Thì cái chuỗi cầm đồ này thì phát triển cái sản phẩm đồ second hand, ví dụ như laptop hoặc điện thoại di động vân vân. Đấy cũng là một trong cái thương vụ khá đáng chú ý, mở rộng thêm một loạt cái ngành hàng mới, sản phẩm mới. Ví dụ trong mảng điện thoại thì ra mắt cái dòng sản phẩm giá rẻ như là ZTE hoặc TCL, thiết bị văn phòng như cáp tai nghe sạc, cái chủng loại như là của Belkin đấy vân vân. Ok, hoặc thiết bị gia dụng thì chúng ta có điều hòa, tủ lạnh cũng là cái sản phẩm mới. Hoặc gia dụng thì có nước rửa bát thương hiệu của Mitsui đấy, là một loạt các cái sản phẩm mới đây. Các bạn thấy là nên là ở trong cái năm nay đối với lại DGVK này có khá nhiều câu chuyện để chúng ta có thể là lưu ý hoặc quan tâm đến cái cổ phiếu như DGVK này trong cái thời gian này. Và đây là cổ phiếu mà chúng ta có thể là đưa vào tầm ngắm để chúng ta đầu tư. Đấy, cổ phiếu này thì cũng đã được chúng ta thu gom ở hai cái vùng giá, một là cái vùng giá 58 và cái vùng giá thứ hai là cái vùng giá ở quanh cái nền ngày hôm nay. Đấy, thì các bạn nào thì có thể các bạn canh thu gom dần cũng này cũng ok. Đó là cái cổ phiếu các có cái nhóm đầu tiên là các cái nhóm mà mô hình nó hao giống nhau, thì các bạn có thể chú ý các cổ phiếu chưa chạy. Đấy, trừ cổ phiếu chưa chạy như mình vừa view cho các bạn, bao gồm DGVK này, DGC này đúng không? DRC thì chạy rồi, GVR này, đấy GVR hôm nay đóng một phiên trần có thể nói test lại để xây nền hai. HAH thì chưa chạy này, đấy IDC này, SZC này, đúng không? BMP này, ok, là các cổ phiếu mà có thể là sẽ vận động giống như cổ phiếu CSV trong thời gian tới hoặc VGI trong thời gian tới. Rồi tiếp theo cái nhóm thứ hai mà các mô hình này thì nó cũng hao hao giống nhau, ITC. Bạn thấy IDC cứ một phiên nổ này, tích lũy sau nổ nó tích lũy và có thể nó sẽ sớm có phiên nổ nữa. IDC nhé các bạn nhé, IDC. Cái cổ phiếu tiếp theo DPR, DPR tương tự đây, một phiên nổ tích nền nó nổ tiếp và tích nền nó nổ tiếp. Đây cổ phiếu trong nhóm cao su, mô hình nó tương tự cổ phiếu ITC. Nhóm này của PLC đúng không, nhóm PLC dạng mô hình như này, cổ phiếu thuộc cái nhóm đầu tư công dầu khí. Đây cổ phiếu này bật này, nổ này, nó test lại sau nổ tiếp và thời gian tới có thể là mai có thể tiếp tục một phiên nổ này, sau lại test lại như này, sau nổ tiếp, test lại nổ tiếp các bạn nhé. Đó là về PLC này, PVT này cũng tương tự như vậy. PVT thì cái nền nó hơi dài một chút, nó khoảng độ 2 đến 3 tuần. Đây này, tích lũy lên đây có thể tích lũy lại như này, sau tiếp tục nó nổ tiếp như này. Đấy, đó là PVT mẫu hình tương tự. DRI này, đấy, này nổ này, tích lũy này, nổ tích lũy tiếp tục là gì? Nổ tiếp. Đây là các cái mẫu hình mà nó diễn ra, nó cũng lặp đi lặp lại giữa các nhóm cổ phiếu, nên các bạn thấy là một cái con nào nó chạy trước, nó hao hao giống thì nó dự kiến nó vận động cũng xem nhau. Đấy, hoặc là các cái cổ phiếu bất động sản thì có DXG thì cũng DXG này giống DIG, hao hao DIG, nhìn DIG đấy nó cũng là bật sau nó tích lũy mọi phiên, nó bật sau tích lũy mọi phiên nó bật, thì cổ phiếu DIG này hao hao như vậy. Hoặc là PDR nó cũng hao hao giống nhau, nó cũng dạng như vậy, dạng như DXG hoặc dạng như PDR, DIG. Nên là các cổ này một cổ chạy đầu thì cổ sau nó cũng theo sau thôi, các bạn có thể quan tâm. HCD thì giống cái mô hình đầu tiên, thì giống PLC, PVT hoặc DRI. Đây cổ này HCD tích lũy tăng này, tích lũy này, sau có thể sớm có phiên nổ tích lũy nó tăng tiếp. Đấy, nó cũng dạng mô hình này, rất nhiều cổ phiếu dạng
nền tảng trên nền tảng ở giai đoạn hiện nay. Thế như vậy vừa phân tích cho các bạn một số các cổ phiếu mà có cái mô hình nó hao hao giống nhau, thì chúng ta thấy các cổ phiếu này thì phần lớn là nó chưa chạy hết chu kỳ, nên là trong trường hợp VNi có rung lắc ở quanh cái vùng kháng cự mạnh ở vùng 1.300 thì các cổ phiếu này khả năng cao nó cũng chỉ là trong quá trình tích lũy và xây nền thôi, chứ còn mà khả năng sập gãy hoặc điều chỉnh một cái nhịp mà dài thì đoạn này thì mình đánh giá là cái khả năng nó thấp đấy các bạn nhé, khả năng nó thấp. Và chủ yếu là VNi khi lên cái vùng 100 có thể xuất hiện một vùng 1.300 có thể xuất hiện các cái phiên rung lắc và sau đó sẽ quay trở lại tích lũy và nó tiếp tục tăng trong thời gian tới và hướng đến các target xa hơn, đó là cái vùng mà vùng 1.350 hoặc vùng 1.500, đó là target đích, chỉ có thể là vùng 1.500 trong thời gian tới. Quan trọng chúng ta cầm cổ nào đúng không, cầm mã nào thôi. Hiện tại thì các cái dòng mình view qua cho các bạn một chút các cái dòng khác, ví dụ nhóm thép HSG sau khi vượt đỉnh quay lại test hỗ trợ và tăng tiếp, như vậy trạng thái vẫn tích cực, chưa có lượng bán, đây hoàn toàn không lượng bán. Và hiện tại những cái mã này mới break khỏi cái vùng là 23 cộng ở đây, thì cái cổ phiếu này mới là gì, mới bứt thoát khỏi cái vùng này cái vùng nền thôi và đang vào các nhịp tích lũy để tăng, chứ nó đâu chưa phải là một các cái nhịp tăng mạnh đối với cổ phiếu này, nên là bảo là nó gãy nó sập hoặc bước vào chen ở đoạn này thì không có các bạn nhé, nó chỉ là tích lũy xong nó lại tăng tiếp. Nên là về tiềm năng về chung dài hạn đối với các cổ phiếu hiện nay về mặt bằng thì vẫn là đang trong một chen tăng về trung hạn, nên các bạn cũng không lo nghĩ quá về thị trường, hoặc chúng ta không lo nghĩ, chúng ta không cảnh giác quá hoặc là sợ nó sập nó gãy gì cả, nó sẽ tích lũy và nó tăng tiếp đấy. Đó, NKG tương tự như vậy ở cái vùng giá khoảng 25 để vượt đỉnh mà test lại, và hôm nay tiếp tục một phiên hồi phục nhưng khối lượng vào hơi thấp đối với cổ phiếu này, nên là trong các phiên tới, phiên ngày mai ngày kia có thể nó lại quay trở lại điều chỉnh lên tích lũy như này và sau đó mới tăng ở giai đoạn sau nhé. Đó là NKG, HPG hoặc là HPG cũng đang giai đoạn sideways thôi, VGS tương tự như vậy đang tích lũy sideways đoạn này chưa có gì. Rồi các cổ phiếu khác của cái nhóm chứng khoán ngoài các cổ phiếu đã phân tích cho bạn ra thì để chúng ta có HCM đang tích nền quanh vùng 30, 29, 930 cũng khá là ok. Nếu mà tiếp tục tích lũy duy trì được cái nền này thì ổn nhé các bạn nhé, vẫn cầm được không sao cả. Còn ai tiềm 1/2 ok thì mình tiềm 1/2 để mình dồn lực vào các cổ phiếu mà nó trội hơn một chút, để như vừa view cho bạn ở đầu video, ví dụ VDS này các bạn thấy là CTS này chèn hai cổ phiếu này khá là tốt. Trong các nhóm này thì có FTS cũng đang tích lũy khá là ổn này, BSI tích lũy cũng ok, nhưng mình nói nhìn cái nền dưới này thì mình không mua thôi. Nhưng phân tích cho bạn thấy là nó vẫn tích lũy ổn, tức là chưa có dấu hiệu của ra hàng và xả hàng đấy. Hiện tại chen này vẫn tiếp tục đang là một chiến tăng. Hoặc là VND thì VND thì cổ này thì hôm trước là mình đã tán rồi đúng không, chúng ta không còn cầm, view cho các bạn thôi, đang tích lũy thôi chưa có gì. Của SI đang trong cái gì tích lũy giống ở HCM đấy, hao hao HCM ok. Rồi chúng ta chuyển sang nhóm khác tiếp theo, phân đạm đang sideways, đang tính nghĩ sideways, DPM, DCM cũng tương tự như vậy. Bán lẻ có DGVK thì vừa phân tích cho các bạn rồi, có MVKG, MVKG hôm nay cũng khá là tích cực khi mà vẫn giữ được cái nền quanh vùng 51, nên nếu tiếp tục mà các phiên tới mà vẫn duy trì được trên cái vùng giá khoảng 52 thì cổ phiếu này vẫn là một trên tăng các bạn nhé, vẫn là một trên tăng, cũng chưa gì nguy hiểm cả. MSN là thuộc cái nhóm bán lẻ, cổ phiếu này bán lẻ hàng tiêu dùng, cổ phiếu này thì cũng đang trong một cái nhịp điều chỉnh, có thể là trong thời gian tới khi các cổ phiếu khác mà chạy rồi thì MN sẽ là cái nhịp sau. Đoạn này chúng ta thấy là cái vol của MN trong hai phiên vừa qua, tức là phiên trước ấy, cái phiên của ngày mùng 1 tháng 4 và của ngày 29/3 thì hai cái phiên này nó vẫn hơi cao, nên là dự phóng cho thời gian tới có thể là nó sẽ tiếp tục sideways đêm hoặc là nó chỉnh nhẹ một chút và nó đi lên ở đoạn sau các bạn nhé. Đó là MN đấy, đó là một số cổ phiếu liên quan đến nhóm bán lẻ. PNG cũng tương tự đang tích lũy khá tốt quanh vùng 99, cổ phiếu này dự kiến khả năng sớm vượt cái vùng giá 100 trong thời gian tới. Còn đối với nhóm khu công nghiệp thì ngoài IDC vừa phân tích, ngoài SSC vừa phân tích cho ông ta ra thì chúng ta xem các cổ phiếu khác, VGC thì có biến động hơi lỏng, nhưng nói chung là về tiềm năng về chung dài hạn thì ok, nhưng biến động ngắn hạn thì hơi lỏng. KBC hôm nay test hỗ trợ hồi lại, biến động cổ phiếu này cũng tương tự. Những cổ phiếu mà biến động lỏng như này thì khó đi xa một mạch và nó còn phải tích lũy một thời gian nữa, tích lũy chán nữa các bạn nhé. Đấy thì nó mới chạy được. Các cổ phiếu nhóm PPT hôm nay có phiên bật thì nó cũng giống các cái mô hình đầu tiên mình vừa phân tích cho các bạn. PVS không, hôm nay một cái phiên kéo khá mạnh nhưng không có điểm vào. Nếu các bạn chưa mua nó không có điểm vào nữa.
PVD, PVB. Đấy, các cổ phiếu dầu khí này chạy khá là mạnh. Ok, đầu tư công thì có PLC. PLC cũng vừa phân tích cho bạn thời gian đầu rồi, đúng không? Cổ phiếu này cũng khá là tích cực. Đấy, vượt này, quay lại test này, vượt về khả năng phiên tới nữa, quay lại test tiếp như này, có thể nó lên phiên ngày mai nó hiệu ứng một tí, sau đó quay lại test xây nền như này, sau đó tiếp tục tăng tiếp. Nên những cái cổ này các bạn có thể chú ý được, canh cái điểm vào được. Ok, rồi mình xem còn cổ nào nữa. Bank à, ok, còn nhóm bank. Bank thì có mỗi Techcombank thì mình đã view cho các bạn suốt trong thời gian vừa qua. Đấy, cái nhịp của Techcombank thì các bạn cứ đo từ đây đến đây. Thì với cái target như vậy thì nó rơi khoảng độ 5x, quanh khoảng độ 50 cộng trừ, 48-50 cộng trừ trong cái vùng target tham tới. Thì hiện tại thì cái vùng này nó vẫn chưa chạy hết cái nhịp của nó, thì dự kiến trong ngày tới nó sẽ tiếp tục tăng tiếp theo nhịp. Vừa rồi nó có một phiên tăng nhưng nó mở gap, thì cái phiên này thì hiện tại hai hôm nay nó có gì nó chứng lại ở cái vùng giá quanh 47, nhưng mà nó không quay về nấp gap ở cái vùng 46, nên là trong các phiên tới có thể là nó sẽ kéo luôn các bạn nhé, kéo luôn trong này thôi. MBB cũng là đang vùng sai tích lũy, CTG đang tích lũy chưa có gì cả, VP Bank, STB, nói chung là bank đoạn này mình vẫn ưu tiên các bạn nào có Techcombank này ưu tiên nhất thôi, chứ còn cổ phiếu khác thì ACB thì cũng được. Ok, MBB cũng đang tích lũy này, STB thì đang dính cái thông tin lùm xùm thì này, chúng ta không vào các cổ phiếu như vậy, đúng không? VIB, VIB cũng tích lũy khá tốt, VIB cũng có thể là sẽ có các dạng trạng thái bật trong thời gian tới. Các bạn lưu ý các cổ phiếu mà tích lũy dạng như này, đây có một phiên nổ này, sau các phiên tích lũy hoặc là nó hơi rủ một chút này và dự kiến sẽ sớm có phiên bật trong thời gian tới. Như vậy là đối với lại các nhóm bank thì vẫn đang là tích lũy khá là ổn. Đây các bạn nhìn này, VIB nó cứ như này xong lại bật này, xong lại như này xong lại bật này, và chỗ này nó như này xong lại tiếp tục tăng tiếp. Đấy, cái mô hình vận động đi lên của cổ phiếu này nó hay có cái trạng thái như này, quá khứ nó như vậy thì trong tương lai dự kiến nó cũng vận động hao hao theo. Đây chỗ này nó giống chỗ này và nó giống cái chỗ khu này. Ok chưa? Ok, đó là cái bản tin phân tích nhận định VNI phiên hôm nay gửi đến cho mọi người. Các bạn xem cho mình like, comment, subscribe cũng như đăng ký kênh để được cập nhật các báo cáo sớm nhất trong thời gian tới. Còn bạn nào chưa biết định hướng cho mình cách mua bán, cách đi vốn, rồi ưu tiên cổ nào mạnh yếu, tập trung lực như thế nào, các bạn có thể liên hệ với số Zalo của mình trên màn hình để được vào Zoom khách hàng, để được trải nghiệm tư vấn cũng như được hỗ trợ full time. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.